Hello, chào bạn nghe. Tiếp tục đây là một câu kẹo dành bạn tiếng Anh là mình cũng không gành luôn, nhưng mà các bạn có ai biết thì bình luận các bạn. Nhưng mà để đây là chị kẹo quỵ hồng trà sữa, tức là kẹo này là kẹo hồng trà sữa các bạn, thì cũng giống như là kẹo trà sữa thôi. Rồi mình sẽ cho Ken mở kẹo ra. Rồi Ken mở đi. Wow, rồi thử Ken mở kẹo ăn nó sẽ ngon như cỡ nào và ở trong nó sẽ có cục kẹo màu gì. Sau khi xé ra xong một lớp thì vẫn còn một lớp luôn các bạn ơi. Wow, ở trong lại có thêm một lớp giấy như thế này luôn. Ừ, thôi thôi Ken mở ra đi, đổ ra tay, đổ tay cha nó đây 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 nè, đây nè, đây nè. Hai bà ơi, kẹo này thì mỗi cục gồm nằm trong mỗi bọc luôn nha các bạn. Đây nó rồi, nó để tay cha nè, để tay cha nè. Rồi kẹo cái này kẹo trà sữa luôn nha các bạn. Wow, ăn cảnh vô. Thì mỗi viên kẹo nó nằm trong mỗi một cái bọc như thế này. Thật sự là mình tách rời được từng viên một. Dòm thật sự là khá là bắt mắt và ngon luôn nha các bạn ơi. Tổng cộng cái này thì gồm có 2, 4, 6, 8, 10 viên luôn nha các bạn. Rồi, và sau khi ăn cảnh mình mở viên kẹo ra là để cho các bạn dùm kỹ nha các bạn ơi. Wow, thật sự là đây là kẹo trà sữa mà hồng trà sữa nha các bạn. Rồi, Ken xin mời tất cả các bạn. Wow, ngon không Ken? Ngon không? Có chua không? Không chua hả? Vậy cho một like đi. Like đâu? Like lại coi, cho một like. Đó, Ken cho một like luôn các bạn. Rồi xin mời tất cả ăn. Các bạn ăn kẹo với Ken nha. Thật sự là còn rất là nhiều cục luôn các bạn ơi. Trong cái kẹo này thì gồm có là 10 viên và Ken đang 1 viên thì còn lại 9 viên. Rồi, một lần nữa thì mình nói kẹo này là hồng trà sữa. Thật sự là nó thơm thơm nha các bạn. Mùi vị nó rất là đã. Trái của trái hồng á nha các bạn ơi. Rồi hôm nay mình review kẹo này đến đây thì mình cũng xin phép kết thúc clip rồi ơi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy có cái kẹo nào là lạ thì các bạn hãy bình luận dưới. Và mình sẽ dưới bé Ken sẽ mua về và sẽ làm clip cho các bạn xem. Rồi ok, bye bye Ken ơi.